Đường dây rất là đẹp đây. Cày hai thân, thân còn nguyên. Bông màu sắc rất là sặc sỡ. Dạ. Đây các bạn đang chim ngưỡng một cây bonsai dây rất là to. Cây thân cây bằng thân của một người lớn luôn. Rất là lớn. Cây bông có hai màu, trắng và đỏ, quá là đẹp. Cây rất khủng. Bồng quá dữ. Các bạn đang xem những cây bông hoa giấy của anh Quang Thiều, thị trấn Đập Đá. Quá đẹp. rồi họ chạy ra vòng quanh năm. Cây bồng giấy của vườn anh này thì rất là khung, và với cách chăm sóc đặc biệt thì thấy nó ra bồng quanh năm, lúc nào cũng có bông, rất là hay. Cây bồng giấy nhìn là mê luôn.